Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ ra vườn theo lời yêu cầu của các bạn là ra vườn kiếm trái cây gì ở vườn ăn tại vườn cho các bạn xem. Thì hôm nay thì mình chỉ còn có cây táo với cây sung thôi các bạn. Cây táo thì mình định để cái trái cho tuyết nó rơi xuống nó cứng để mình hái mình ăn thử như thế nào, nhưng mà mình nghĩ không có tới khi mà tuyết rơi đâu các bạn, tại vì sẽ rụng, gió thổi táo bây giờ mùa thu á, rụng lá là rụng luôn trái luôn các bạn. Cho nên mình không ăn á, ít bữa nữa nó sẽ rụng xuống đất, mình không kịp ăn tới khi tuyết rơi đâu. Thì hôm nay mình sẽ ra mình ăn táo ở trên cây và mình hái hết xuống nha các bạn. Chứ mình để thì sẽ không còn, thì bây giờ mình bắt đầu ăn táo đây. Mình đem sô-cô-la nè, mình đem muối ớt ra nè các bạn. Đó, cái gốc táo của nhà mình đây. Còn một trái nhỏ nhỏ ở đây nè, thấy chưa? Để mấy bữa nhỏ tí, à bây giờ nó lớn hơn chút xíu mà nó đỏ sậm, đỏ đẹp ha, rồi nó căng bóng lên luôn ở trên này đó. Còn mấy trái nè, cái chùm táo này nhỏ nhỏ nè, không lớn lên mà chín luôn nè các bạn. Mùa thu á, lạnh, trái nào nó cũng có màu đỏ chín, đỏ sậm như thế này, nhìn thương ha. Rồi ở trên kia có một chùm ba trái nè, còn đâu nữa, còn đâu nữa không, hết rồi. Trên kia có một cặp nhỏ chút xíu siêu nè. Rồi nguyên cái táo đó, mình quay sơ lại cho các bạn xem. Các bạn ơi, trước khi ăn thì mình rửa sơ táo đi nha các bạn. Đó, mình rửa sơ đi cho nó sạch đi rồi mình ăn cho nó đỡ dính bụi. Tôi chừng rửa sao nó rớt hết trơn luôn các bạn ơi. Đó. Rồi đã xong. Đó, các bạn ơi, cây táo này bây giờ chắc mình phải cong xuống một chút xíu để mình ăn cho nó dễ dính nước tùm lum đấy các bạn. Nhìn mấy trái táo đẹp chưa các bạn? Đó, mời các bạn hái một trái, hai trái ăn nha. Đó các bạn, bây giờ mình tìm cách mình cong cái nhánh táo này xuống để mình hái ăn cho dễ. Dễ thiệt đó. Rớt một trái rồi, uổng quá. Rớt một trái nè, chưa gì đã rớt một trái rồi. Bây giờ mình sẽ hái. Đó, chỗ này có cái chỗ để bỏ cái tô nè, được không nha? Trái nào sẽ kỳ vậy đó. Có cái chỗ lý tưởng để bỏ cái tô này các bạn. Đừng có rớt là được rồi. Mời các bạn và các em nhỏ ăn cùng với mình nha. Bây giờ mình sẽ cắt ra. Ngon quá. Cắt nhẹ nhẹ thôi, mình sợ nó, cái cuốn nó bây giờ nó yếu đó các bạn, nó dễ bị rớt nè. Đó, bây giờ mình sẽ cắt cái táo này ra. Cái cuốn bây giờ nó hơi yếu đó các bạn, nó dễ bị rớt rồi lắm. Wow, mình sợ rớt quá. Vui thiệt. Nhìn cái miếng táo này các bạn. Đó, hôm trước các bạn nói là táo của chị nó màu trắng mà sao chị nói màu vàng, nhưng mà mình thấy nó hơi vàng vàng, ngã màu vàng vàng úa úa này các bạn. Đó, rất là ngon. Xin mời các bạn chấm nha, muối đây. Tổ chim nè, giống tổ chim chưa? Cầm ha. Đó. Xin mời các bạn. Rồi đến mình ăn thử nha. Wow. Rất là ngon. Như vậy mới đúng nè các bạn. Hôm nay là ngày mấy ha? Hôm nay ngày 18 hay 19 nè. Hôm nay ngày 18 đó các bạn. Nhớ năm sau á là ngày 18 tháng 10 á mình hái táo là ok. Như vậy mới chín nè. Được trước á mình hái nó chưa có được chín, nó còn chua, bây giờ nó thơm mà nó ngọt thiệt là ngon thiệt luôn á. Đó. Mình tách tiếp tục đây nè. Wow, nhìn cái trái đã chưa nè. Đó. Như vậy mới đúng. Quá tuyệt vời. Quá ngon luôn á. Wow.
sắp tới mình sẽ trồng những cây trái ở trong chậu các bạn. Mình trồng ở ngoài đất, có một cây mình trồng bên hông nhà đó các bạn, 4 năm rồi mà không có ra trái. Trồng trong chậu á, mình bón phân hay mình tưới nước nó hút vô đầy đủ, còn trồng dưới đất mình tưới ra nó rộng quá đó. Cái đất nó rộng quá, nước nó chảy tùm lum hết, nó không có động lại. Trồng trong chậu ăn trái táo thiệt là đã, nó chắc nổi luôn. Mình thu gần lại chút xíu đi. Đó, nó rất là chắc các bạn. Ngọt, ngon, giòn. Đó, các bạn nhớ trồng cây táo ăn cho vui nha. Các bạn nào ở xứ Mỹ đó, mua táo về trồng trong chậu thôi, đừng có trồng ở ngoài đất. Mình trồng ngoài đất lâu ra trái quá, với lại cái rễ trồng ngoài đất nó rễ nó phát triển mạnh đó, nó đi tùm lum hết. Rồi mình trồng những hoa quả ở trong vườn không được các bạn, cái rễ nó cứng quá, nó hút hết. Quá ngon. Wow. Thôi. Ăn với muối ớt là ngon nhất, không biết ăn với sô cô la có ngon không. Bây giờ mình kéo cái cành xuống mình ăn nha. Đã quá nè. Nhìn trái vàng mà ăn nó ngọt, mà có một chút xíu chua thôi nó giòn rụm luôn các bạn. Mình thoa muối lên đây đi. Đó, thoa bên này tí muối. Nhìn ngon ha. Cắn thử. Đợt này ăn mới đúng là táo chín các bạn, chín mùi thiệt là ngon. Wow, hấp dẫn thiệt. Wow, chấm muối ớt này các bạn. Tiếp tục ăn. Ngon quá chừng. Táo mình trồng, công sức mình bỏ ra mình trồng một năm được ăn. Bây giờ ăn rất là tuyệt vời, ngon lắm, giòn rụm rụm luôn. Táo này nó chắc, chắc mà nó ngọt. Táo ở bên nhà má chồng mình á, trồng ra đất á các bạn, nó chín đó, mình thấy nó xốp lắm, nó nhẹ. Mình táo này sao mà nó chắc nụi à. Nhìn lá này đó, đó. Bây giờ chỉ cần đục nhẹ là rớt thôi. Cần nhẹ nhẹ thôi là đã rụng rồi. Bây giờ mình ăn trái này đi. Nó ngon quá. Cái trái này hồi nãy mình làm rớt nè. Bây giờ những cái táo mà mình muốn ăn dính lên cây cũng khó lắm. Cái cuốn này á, nó đã lỏng rồi các bạn. Mùa thu á, nó muốn rụng, nên mình đụng nhẹ là tự động nó rớt à. Ngon quá. Mời các bạn ăn trái này nè. Đó, trái này cũng dễ thương ha. Thôi không dám đụng mạnh đâu, rớt liền đó. Muối ớt thiệt là ngon. Lần đầu tiên mình ăn trái táo ở Mỹ mình cảm thấy ngon như vậy các bạn. Nó chắc mà cái mùi vị nó rất là vừa miệng, chắc, ngọt, chút xíu chua, ăn ngon. Được, trước mình ăn trái táo trước đó,
nó còn vị chua. Giờ là nó ngọt ngay, nhưng mà ngọt nhưng mà cũng không có phải là ngọt gắt, ngọt thanh rồi có một chút xíu chua, khoảng 5% chua thôi, còn 95% là ngọt. Tám mà như vậy mới ngon các bạn. Mình rửa sạch rồi nha các bạn, ăn ok. Sang năm mình sẽ trồng rất là nhiều trái cây, mà không biết có ra trái cho các bạn xem không. Một cây le á, có ghép 4 loại trên một cái cây mẹ của nó. Thì 4 loại đó người ta tính thôi, người ta không tính trái của cây mẹ. Tất cả là 5, 5 loại trái trên một cây. Đó, sang năm thử mình trồng nó ra trái cho các bạn ngắm cho vui nha. Mua cũng rẻ, có 29 đô một cây thôi. Sang năm tha hồ cho mấy đứa con của mình nó ra nó hái ngắm, quá ngon. Hôm nay á, trời nắng ấm rất là đẹp, mình ra vườn để làm theo yêu cầu của các bạn nha. Đó, nắng quá chừng luôn. Vậy còn mình tiếp tục ăn táo. Hôm nay có một cặp trái sung chín nè, mình hái luôn. Ăn sắp hết rồi mà vẫn còn thấy ngon. Nó ăn cho hết luôn hả? Có hộp họ nó tròn quay, mập thiệt là mập các bạn. Nhìn cái hộp của nó này, rồi rớt rồi, khó thấy quá. Đợt trước các bạn thấy rồi đó, rất là ngon. Wow, tuyệt vời, cảm ơn cây táo. Xong rồi các bạn hả? Nè, bỏ vô chậu để làm 4 phần cho cây luôn. Còn trái táo này, táo này chấm thử với sô cô la thử nha. Đó các bạn ơi, hồi nãy mình ăn một trái táo với muối ớt rồi, bây giờ mình sẽ ăn với sô cô la nha các bạn. Đây, thử ăn trái táo tươi ở trên cây với sô cô la nó như thế nào nha. Mình sẽ đổ sô cô la ra đây, đổ ra đây ha, có bộ gì không đó. Mình sẽ đổ sô cô la ra đây, mình chấm trái táo tươi ở trên cây thử anh nha. Mình biết chấm có được không đây các bạn ơi. Hay là mình lấy bình này mình đổ lên đi, để mình tính thử xem sao. Thôi, mình đổ ra cái dĩa, mình đổ sô cô la ra cái dĩa rồi các bạn cầm nó khó quá. Thôi mình lấy cái bình này mình đổ ra mình chấm ăn ha. Đó, kẹp sẵn vô nắp, kẹp vô đây. Thôi để đây đi, đó, có chỗ để rồi đó. Để đây ok ha, đừng có rớt là được rồi. Để đây. Đó, để bình sô cô la ở đây đi, có cái chỗ này để được á. Cái trái này giờ làm sao đây. Chắc rớt quá các bạn ơi, thôi không biết có nên ăn trái này không nữa, rớt quá à. Thôi nguy hiểm quá. Giờ không biết ăn trái nào nữa, khó khó ngược ngược nè. Bẻ cái cành này đi ha. Ăn trái này thì nó, ăn trái này thì nó ngược quá, sợ nó rớt quá các bạn. Thôi giờ các bạn ơi, giờ còn có mấy trái táo nè, chừng này táo đây một chùm ba trái ở đây, ba bốn trái gì á, năm trái luôn á đó. Đó nguyên cái chùm này, trái nhỏ trái lớn gì đu nhau ở đây, một trái hai trái ba trái bốn trái năm trái sáu trái luôn, có trái còn nhỏ chút xíu bằng hột đậu cũng chưa lớn cũng đu vô đây nữa. Rồi bây giờ chắc ăn trái này đi các bạn, ăn trái này chấm với sô cô la nha. Thôi gần chút xíu này. Ok, cắt cái này ha.
Nhìn trái táo thấy thương quá. Xin mời các bạn ăn trái táo chấm sô-cô-la với mình nha. Hôm nay lại được ăn tiệc táo một lần nữa của cuối mùa thu. Chuẩn bị tới mùa đông rồi, không được ăn cái trái táo nào đâu. Còn tươi đâu các bạn. Ngon chưa? Đứng đây ăn táo mà nghe máy bay ở đâu cũng bay dữ thần vậy trời. Chỗ này ồn lắm các bạn. Máy bay bay ồn thì ồn. Wow, nhìn ngon chưa nè. Ngon chưa các bạn? Tắt ra ha. Tắt nhiều nhiều ra chút xíu để cho máy bay nó bay đi bớt ồn chút xíu đã. Nó ồn quá mình nói không nghe gì hết trơn. Bay ngang qua đây nè các bạn. Các bạn có thấy không nè, mình quay đại không biết các bạn có thấy không đó, máy bay bay dữ quá, hết chiếc này rồi chiếc khác nối tiếp bay. Ôi, mình đợi máy bay cũng mệt quá, thôi cho nghe tiếng máy bay luôn đi. Cắt tiếp tục ha. Wow nè ơi, chỗ này có chỗ dắt dao luôn, dắt con dao ở đây coi chừng rớt một cái trúng vào chân nha. Dắt ở đây đi. Ok, có cái dây ở đây nè. Rồi, có chỗ dắt dao rồi, đã quá. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn trái này. Nhìn thiệt là đã. Hết ngày hôm nay nữa là không còn trái táo nữa rồi. Để tới mùa đông không được đó các bạn. Mùa đông á, cái trái táo này sẽ rụng. Tuần tới là mưa, gió dữ lắm, cho nên tranh thủ ra ăn ha. Đó. Rồi, bỏ sô-cô-la lên đây. Đó, mời các bạn. Sô-cô-la nhỏ, ngon chưa? Wow. Ngon, không còn gì để nói nữa các bạn. Quá ngon luôn. Quá ngon. Ngon thiệt. Không ngon giỡn đâu các bạn. Quá tuyệt vời. Quá ngon luôn. Ngon thiệt lòng nha các bạn. Không ngon giỡn đâu. Ngon quá chừng luôn. Vị sô-cô-la nó thơm. Rồi táo nó giòn, nó ngọt, nó quyện vào nhau. Mình ăn. Ăn vô cảm giác hạnh phúc liền. Đó. Cảm giác cái vị sô-cô-la nó ấm áp rồi. Cái trái táo nó cũng ngon nữa. Giờ làm sao đây, coi chừng rớt một cái là uổng lắm. Bẻ thêm miếng nữa nè. Hồi nãy mình mời các bạn chưa ta, trái táo muối đó, xin mời các bạn nè. Đó, mời các bạn nha, đến mình ăn. Ngon mà ngẩn ngơ luôn các bạn, rất là ngon. Các bạn trồng táo xong rồi ra bắt cái ghế đứng đây cầm bình sô cô la đó, tưới lên như vậy ăn. Ngon tuyệt vời, 100% ngon, quá chừng là ngon. Ngon lắm nha các bạn, ngon thật thà, ngon thiệt thiệt luôn á. Thiệt là đã nè. Wow, nó đổ xuống. Không hợp các bạn, mình tưới như vậy không được. Mình hứng lại sô-cô-la ha. Ngon quá. Wow. Làm sao mình cắn cho tới. Cái cành táo này nó gãy luôn rồi các bạn ơi. Ít bữa nữa mình đỡ phải cắt, sang năm mình phải cắt bớt để cho nó lùn xuống, nó nứt ra những nhánh mới, nó ra trái mới các bạn. Đó, thì trái táo như thế này chấm sô cô la nè, đổ lên. Hấp dẫn ha. Ăn thôi. Mình ăn thử nè. Tuyệt vời.
mình có đem giấy sẵn nè, bỏ trong túi áo các bạn ơi. Sô cô la nó không có giống như muối, đụng vô là nó chảy thôi. Này các bạn, đó chấm sô cô la nha, ngon chưa? Ngon nhưng mà không lắm, ngon lắm các bạn, không dám nói nữa, nói nhiều nó dư, thôi mình tiếp tục mình ăn thôi, mình không nói nha, các bạn biết rồi là nó rất là ngon. Sô-cô-la tuyệt vời chưa? Các bạn, ở Việt Nam có trái gì đó các bạn mua sô-cô-la về chấm thử, như là mận ổi gì đó, ăn chấm trái tươi ở trên cây rất là ngon. Các bạn yêu cầu mình ăn trái táo ở trên cây một lần nữa, mình đã thực hiện rồi nha, ăn rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã yêu cầu để cho mình được ăn, ngon quá là ngon luôn, ngon thiệt đó. Nghĩ mấy con khỉ cũng sướng ha, được ăn trái cây. Mình lâu lâu mới được ăn có một lần thôi mà mình cảm thấy rất là vui như vậy rồi, rất là ngon nữa. Đã quá chừng luôn. Wow. Đó. Lá. Lá luôn, bẻ, bẻ bớt ha. Đã quá chừng. Ăn xong mình sẽ đi đào khoai lang các bạn. Rồi mình hái dính tùm lum hết trơn rồi. Mình hái ăn xong mình sẽ đào khoai lang, rồi mình hái rau má, đủ thứ rau trong vườn hết, môn bạc hà, đủ thứ hết các bạn ơi. Thì rồi kiểm tra khoai tây, xem khoai tây bây giờ ra trái như thế nào, rồi hái mấy trái sung nè, rồi có trái gì hái trái đó. Nhưng mà cái video ăn trái táo này sẽ để riêng nha các bạn, còn sẽ có video kế tiếp hái những thứ ở trong vườn, hái hết luôn nha. Quá ngon. Mình đang ước mơ cái vườn sang năm của mình trồng nhiều loại các bạn. Mận Mỹ sang năm ước mơ ra trái, chắc ra đứng ăn chắc vui lắm. Không gì bằng ăn trái tươi các bạn, mình trồng nữa. Quá là ngon, quá là hạnh phúc. Các bạn nhớ chồng ăn nha. Ở Việt Nam á, các bạn hỏi mình cây táo trồng bao lâu nó ra trái, rồi nó có ra trái không, mình chưa trồng cho nên mình không biết các bạn. Nhưng mà mình vẫn thấy những cái video bên Việt Nam có trái táo các bạn, còn trái cherry thì mình không biết nha. Thì các bạn trồng thử nha. Ăn hai trái là ngon. Ăn sát hột luôn các bạn, còn hột không à.
Rồi, bạn thấy cái chỗ mình dắt con dao nãy nè. Giờ còn mấy trái táo á, mình sẽ hái hết luôn nha các bạn. Thì cái giỏ của mình đây, cái giỏ đi hái táo đây. Nó dính muối tùm lum hết, đổ ra ha. Đó, bây giờ mình đã ăn xong táo rồi các bạn. Còn lại những trái táo thì mình sẽ hái hết hôm nay nha. Cái trái táo này nó không có phát triển lớn lắm, nó còn nhỏ nhưng mà mình nghĩ ăn chắc cũng ngon ha. Mình thử, chút xíu mình sẽ thử. Cắn thử miếng xem có ngon không. Ngọt, ngọt hơn cái trái bự nữa các bạn. Mình ăn thử cái trái nhỏ tí này, cái trái mà không phát triển được á. Đó, nó chắc nụi à, nó còn ngọt. Ngọt hơn cái trái bự nữa nha các bạn. Đó. Hái hết vô nhà để dành ăn. Ăn tới ngày mai là xong rồi. Cái táo này nó ngon quá. Mình sẽ hái tiếp thôi. Wow. Đó, mới đụng sơ đã rớt rồi nè. Các bạn thấy chưa? Chồng mình bón phân rau quả dư thừa, cơm thừa, rồi mình có tưới nước vo gạo, rồi nước cốt dừa mà ngâm sôi gạo nếp đó, rồi mình cũng tưới vô đây. Rồi ăn trái nào trái nấy chắc nụi luôn. Nè, còn cặp nè. Mấy trái nhỏ này chắc ăn không ngon đâu. Có chút xíu mà mấy trái này nó đẹp, nó không chịu lớn đó. Đó, vô đây luôn. Mùa hái táo. Mùa cuối cùng ha. Cuối cùng của năm 2018. Đây, một trái này. Trái này cũng ngon ha. Hái. Đó. Nhìn cái màu táo thương, dễ thương ha. Vàng vàng, tím tím, đỏ đỏ, xanh xanh, nâu nâu, đen đen, đủ thứ màu hết trơn. Ở trên này còn trái hái luôn nè. Đó, trái này mới me nè. Trái này căng tròn luôn các bạn, không biết cái cuốn ở đâu rồi. Bứt nha. Đó. Chút nữa vô nhà mình chấm thêm cái gia vị gì ăn thử có hợp không nha. Rồi ít bữa mình sẽ giới thiệu mình chấm cho các bạn xem cho vui. Đó, ngon chưa? Được mấy trái? Còn nữa không? Hết rồi. Còn xá ở trên kia kìa. Ở trên kia còn một chùm nhỏ này, mình thu lại cho các bạn xem. Đó, không biết có nên hái không? Thôi cái đó để mùa đông thử nó có rụng không nha. Đó. Đâu rồi? Đây. Đó. Còn được chừng đó thôi. Đó, hái được trái sung rồi các bạn. Mới vừa đụng cái nó rớt liền. À, còn một trái này nữa. Còn trái này á, nó chín quá đó, nó nứt ra. Nè, các bạn thấy chưa? Mật ngọt nè. Mật ngon chưa? Hái vô đi chứ để nó nứt. Hái dễ ha. Nó dẻo, cái gốc nó dẻo. Mình cắn thử, mình ăn thử xem sao. Đó, mình mua mới cây giống nè các bạn. Nhóc luôn. Bữa nào mình sẽ trồng, mình giới thiệu cho các bạn. Hồi nãy ăn sô-cô-la dính tùm lum hết trơn. Ở kia các bạn thấy vàng nho của mình này. Đó, đang vàng vàng úa úa dễ thương ha. Ăn thử trái sung này thử có ok không. Ăn được cái hộp thôi, nó không có ngọt lắm các bạn. Giống như là nó lạnh quá rồi nó không có chín ngon. Ăn cái hộp thôi không. Wow, cái hộp nó giòn. Các bạn nghe không, giòn rụm mà. Thôi, nó không có được ngọt lắm, thôi mình để xuống ha. Đó, hái được một trái sung cắn ra rồi. Đó, được trái táo sung rồi nè. Kiwi của mình nè, cây kiwi nè. Bữa hôm đó mình mua đó, mình mua tới không biết 4-5 cây gì đó ở ngoài sau nữa. Cây này cây lê hay cây táo gì đây, cây này cây lê đó. 4 loại ghép trên một cây nghe các bạn nè. Một cây lê, một kiểu lê trái khác nè. Đó, khi nào mình sẽ quay kỹ cho các bạn xem, rồi mình giới thiệu những cái trái của nó, từng cành này như thế nào luôn đó.
tất cả là 5 trái trên cùng một cây, 5 loại trái trên cùng một cây nha các bạn. Cây mẹ người ta không tính nè, mấy cây này riêng nè, đó, 4 thứ người ta ghép vô nè, vàng một cây, xanh, hồng, tím, đó. Còn cái cây mẹ này là cái cây chính của nó, tất cả là 5 kiểu trái lê trên cùng một cây táo, thiệt là đã nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.